Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin sáng đầy hấp dẫn của kênh Về Bóng Đá. Thắng kịch tính Qatar, U20 Việt Nam mở rộng cửa đi tiếp tại giải U20 châu Á. U20 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U20 Qatar tại trận lượt thứ 2 tại vòng về U20 châu Á. Với chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, U20 Qatar không ngần ngại dồn lên để đánh phủ đầu. Ở phút thứ 10, Anawi đi bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung cú nã lại bác nhưng không thắng được thủ thành Văn Bình. Ở phía đối diện, U20 Việt Nam dù nhập cuộc với đội hình thấp hơn nhưng đã có những tình huống phản đòn cực nguy hiểm. Phút thứ 11, Văn Khang đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi một hậu vệ của Qatar đã có pha truy cản nguy hiểm ngay sát vạch 16m50 trước khi anh tung ra cú sút. Tuy nhiên thì trọng tài sau đó đã rút ra tấm thẻ vàng đối với Jasem. Phút thứ 45+2, sau pha tranh chấp dồn ở giữa sân, Đức Việt chuyền bóng vào cho Văn Trường và cầu thủ này lập tức chọc khe cho Công Việt, mở tốc độ rồi dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ thành Hassan, mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Sang hiệp 2, U20 Qatar lại cao đội hình chơi pressing và tạo ra nhiều sức ép trước khung thành của Văn Bình. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới là những người tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Phút thứ 76, sau đường chọc khe của Hồng Phúc, Văn Trường thoát xuống tung cú sút đi qua hai chân của thủ môn Hassan Kathol, đập vào cột dọc và đi ra ngoài. Quả sút quá đáng tiếc các bạn ạ. Mình xem đến cái đoạn đó mình vỗ đồi đùng đùng. Nhưng khi tinh thần đang lên cao, U20 Việt Nam bất ngờ nhận một quả phạt đền sau pha bỏ lỗi của trung vệ Anh Đức ở phút thứ 84. Sau khi Anh Đức có phạm lỗi với cầu thủ của đội Qatar, nhưng mà trường hợp đó nếu như một trọng tài bình thường thì họ sẽ cân nhắc và hỏi trọng tài biên. Nhưng ở đây thì không, ông chỉ tay thẳng vào trong phạt đền mà không nghe bất kỳ một lời giải thích hay lời thanh minh nào của các cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam. Và còn nhiều tình huống trên sân nữa chứ. Khi mà cầu thủ đối bạn phạm lỗi với cầu thủ của chúng ta thì trọng tài gần như là không thổi còi và để hưởng lợi cho các cầu thủ Qatar. Các bạn biết đấy, ăn tiền mà, ăn tiền rồi nên là phải làm thế thôi. Trận đấu hôm nay mà Qatar mà thắng thì ông ấy cắn thịt mỡ ngập răng vổ các bạn. Dù bị gỡ hòa nhưng tinh thần của các cầu thủ U20 Việt Nam vẫn dâng lên rất cao, nhanh chóng tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Phút thứ 90, từ quả đá phạt của Đức Phú, Văn Trường chạy cắt ngang hàng phòng ngự của U20 Qatar rồi đánh đầu ngược tung lưới của thủ thành Hassan Kathol. Trong khoảng thời gian còn lại, U20 Qatar gần như dồn lên toàn đội hình để tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ và chấp nhận thua 1-2 trước U20 Việt Nam. Với chiến thắng này, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã vươn lên đầu bảng B với 6 điểm. Trong khi U20 Qatar vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận, U20 Việt Nam tạo nên địa chấn U của châu Á, cạnh vé dự World Cup mấy trận mà thôi. U20 Việt Nam có khởi đầu như mơ trên hành trình tranh vé dự vòng chung kết U20 World Cup. U20 Việt Nam đã tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại Australia 1-0 ngay ở trận đầu ra quân vòng chung kết U20 châu Á. Nguyễn Quốc Việt ghi bàn thắng duy nhất bằng cú sút xa đẹp mắt mang về chiến thắng cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U20 Iran giành chiến thắng 1-0 trước U20 Qatar nhờ pha lập công duy nhất của Mohamed Amin Habavi từ chấm phạt đền. Với kết quả này, U20 Việt Nam và U20 Iran chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng B khi có cùng 3 điểm. 3 điểm là hôm qua thôi nhé. Hôm nay Việt Nam đã lên 6 điểm rồi sau khi thắng Qatar. Có thể nói rằng 3 điểm đầu tay của U20 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng B. U20 Việt Nam chỉ cần giành thêm một trận chiến thắng nữa là sẽ chắc chắn lọt vào tứ kết. Đó, chúng ta đã thắng Qatar rồi và có đã đặt một chân vào vòng tứ kết rồi. Đặt một chân vào vòng loại World Cup U20 thế giới chứ. Nếu tiếp tục vượt qua vòng 8 đội mạnh nhất thì U20 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết cùng tấm vé dự U20 World Cup. Giải U20 châu Á tại Uzbekistan được tính là vòng loại U20 World Cup. Giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2023 tới 4 suất dành cho 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết. Như vậy thì U20 Việt Nam còn cách giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa U20 khoảng 3 trận nữa thôi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người dẫn dắt các lứa cầu thủ tài năng như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu và Hoàng Đức. Năm 2017, ông đưa U20 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự U20 World Cup. Như đã biết thì là lứa cầu thủ này, tài năng này sau đó đã tạo lên thẻ vàng của bóng đá Việt Nam. Ông huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bất ngờ khi để tiền vệ Văn Trường đá tiền đạo cắm trong trận đấu U20 Việt Nam gặp U20 Australia. Lựa chọn chiến thuật này phần nào đã phát huy được hiệu quả rất lớn. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường có vị trí sở trường là tiền vệ tấn công. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xếp anh ở vị trí tiền đạo cắm trong trận ra quân của U20 Việt Nam. Với thể hình tốt và khả năng tỉ đè ở mức khá, Văn Trường đã buộc các cầu thủ phòng ngự của Australia phải thường xuyên phạm lỗi. Mới đây thì Văn Trường đã tiết lộ là ý đồ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho mình đã tiền đạo cắm không đúng với sở trường. Tuy nhiên thì là mỗi thầy thì nhìn một cái vị trí khác nhau, thầy thấy hợp thì cho mình đá ở vị trí đó thôi. Ở câu lạc bộ thì các thầy cũng đã cho đá tiền đạo rồi, nhưng mà vị trí sở trường vẫn là tiền vệ tấn công. Tôi là mục tiêu để tì đè, ban bật cho hai bạn mang lên. Về phòng ngự thì tôi cũng là người phòng ngự ở đầu tiên. Cách sử dụng tiền đạo cắm này khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của huấn luyện viên Ten Hag và West Ham. Tiền đạo người Hà Lan nhận trách nhiệm pressing, làm tường cho các cầu thủ tốc độ. Tuyển thủ sinh năm 2003 cũng rất gây ấn tượng và khả năng ứng biến của ông thầy người Khánh Hòa. Thầy Tuấn thì có rất nhiều chiến thuật, mỗi trận có một sơ đồ khác nhau. Trước U20 Australia, U20 Việt Nam chơi với sơ đồ là 3-4-3 rất thích hợp. Sơ đồ nào thì tất cả đội của chúng tôi cũng đã tập khá là nhiều rồi, qua nhiều chiến thuật nên cũng không gặp nhiều khó khăn để thích ứng. Điểm mạnh của U20 Việt Nam chính là nền tảng thể lực dồi dào. Được biết thì ban huấn luyện của huấn luyện viên thể lực Se Erick đã chọn những bài tập phù hợp với các cầu thủ trẻ, cộng thêm quá trình dài tập luyện bền bỉ. Hiện tại thì các cầu thủ U20 Việt Nam đều có thể trạng rất là tốt, một số bị căng cơ nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cơ hội ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi, cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá U20, U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.